bà xin lỗi vì đã trách cháu. Sợ gì cháu trở về nhà là cũng vì muốn làm cho bà eo đơ của cháu vui thôi. Cháu đã phải cô ở lại đó vài ngày, cố gắng làm cho bà cháu thật sự thấy hạnh phúc. Bà sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa này đâu. Có chết bà cũng sẽ không quên. Bà sẽ không quên cuộc sống của những ngày vừa qua. Bà ấy đã tới để thăm gia đình chúng ta để được hạnh phúc cùng cười vui cùng, cũng như chọc mọi người cười. Nhưng cũng vì cái con gào đi khốn nạn vợ cháu, nó đã làm cho bà ấy lâm vào cánh ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần một chút nữa thôi ra đi, bà sẽ không bao giờ tha thứ cho những tội lỗi mà nó đã gây ra. Bà sẽ nguyền rủa cái con đó. À, người như nó sẽ không bao giờ được hạnh phúc đâu. Không bao giờ. Từ giờ cho tới chết bà sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Dạ, xin được mời bác rồi, sĩ. Trước mắt cứ làm vậy đi. Các bác sĩ sẽ gửi cho tôi bản báo cáo đầy đủ của bệnh nhân. À, bác sĩ Zagat, anh ta tới chưa? Bác sĩ Kevin, tôi đây, bác sĩ Kevin. Tôi là bác sĩ Zagat. Bác sĩ Zagat, rất vui được gặp anh. Tôi cũng vậy. Tôi đã gửi mail để trả lời những thắc mắc về tình trạng của bà anh rồi. Nhưng mà khi anh gọi cho tôi thì tôi quyết định tới đây để thảo luận trực tiếp với anh luôn. Bởi vì sắp tới đây tôi sẽ ở lại Ấn Độ thêm vài ngày. Dạ, tôi biết. Cảm ơn anh đã tới đây giúp. Không có gì. Nói chuyện với tôi một chút đi. Ừ, đương nhiên là được rồi. Dạ. Thì ra chính anh Zadik đã nhờ bạn của mình tới đây để chữa trị cho bà Elder. Nếu không bác sĩ đó sẽ không tới đây rồi. Cũng may Zadik đã nhanh trí nghĩ ra. Nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Làm cho bà nó sống dở chết dở như vậy, tưởng kêu bác sĩ là ngon sao? Làm vậy cũng không giúp được gì cho bà con đâu. Bà của con đã biết tất cả rồi mà. Không biết là ai vậy? Tới liền đây. À, Gauri hả? Có chuyện gì vậy con? Con rể đâu? Chồng của con đâu hả con gái? Có chuyện gì? Con sao vậy? Con gái, mở cửa ra đi. Con gái à, mở cửa ra cho mẹ. Trời ơi, ba Gauri à, con nói sao nè ông? Kêu tôi có chuyện gì vậy? Ông mau tới đây đi. Con gái, con chuyện gái gì? À, không biết có chuyện gì nữa. Nó vừa về tới là mặt hầm hầm, sau đó bỏ vào trong phòng. Hồi nãy giờ tôi kêu nó mà nó không chịu mở cửa. Rồi. Con gái à, Gauri à, con gái mở cửa ra con đi. À, con gái à, mở cửa ra. Mở cửa đi con gái. Con gái à, mở cửa ra đi. Có gì thì nói. Gauri à, mau mở cửa đi. Nếu không bà sẽ phá cửa đó. Mau mở cửa đi. Con sao vậy? Con Gauri. Gái, con có biết con làm vậy mẹ lo lắm không? Hả? Con có sao không vậy? Thôi đi, con uống miếng nước nha. Để mẹ đi lấy nước cho con. Con không uống. Con không muốn bất kỳ thứ gì hết. Mẹ có thể cho con tất cả những gì con muốn không? Mẹ có thể trả lại cho con hạnh phúc hay không? Giờ ngoài hạnh phúc ra, con không cần bất cứ thứ gì. Không mẹ ơi, mẹ không thể nào giúp con trong chuyện này. Mẹ nói đi mẹ, làm sao con có thể bình tĩnh được? Tất cả mọi thứ đang dần bị hủy hoại trước mặt con kia mà. Làm sao con có thể ngồi yên được chứ? Con gái à, có chuyện gì? Con nói đi, ba mẹ sẽ nghe.
Con gái, con nghe mẹ, ít nhất con hãy nói ra cho ba mẹ biết. Có phải con tới đó, gia đình của họ đã đuổi con ra khỏi nhà không? Còn chồng con, nó đâu rồi hả? Sao nó không về chung với con? Hay là hai đứa lại cãi nhau nữa? Mẹ lo cho con lắm con gái à. Con nói gì đi chứ, con đừng có im lặng mà. Bác sĩ Gauri. Dạ. Thật ra cô và Jagat sao vậy? Hay là cô với anh ta nghĩ cái bệnh viện này rất cần sự có mặt của hai người? Có phải như vậy không? Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi. Bác sĩ Jagat nghĩ nhiều ngày như vậy, bây giờ lại còn tới cô nữa. Gauri, cô cũng không thèm tới đây làm. Hai người muốn nghỉ làm rồi phải không? Làm ơn làm việc có trách nhiệm đi. Cô cũng biết rồi đó, bệnh viện đang bị thiếu bác sĩ. Đừng nghĩ là chúng tôi chỉ vì chuyện đó mà nhân nhượng cho hai người. Cô hãy chuyển lời cho bác sĩ Jagat là hãy liễu hồn đó. Tôi làm rồi. Tôi chẳng những gọi điện thoại mà còn tới đó đi gặp anh ta nữa. Nhưng hiện giờ đối với anh ấy không có gì quan trọng hơn. Anh ấy không lo lắng cho gia đình, không lo lắng cho vợ của anh ấy. Muốn từ bỏ cả sự nghiệp của mình chỉ vì bản thân và cái làng của anh ấy. Thưa ông, tôi đã cố gắng rất nhiều rồi. Bây giờ tôi đã quá mệt mỏi và chán nản với việc này. Từ bây giờ tôi sẽ không can thiệp hay nói giúp cho anh ta gì nữa hết. Tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm gì hết. Anh ta không lo cho sự nghiệp của mình thì đâu liên quan tới tôi. Được rồi. Sao con lại nói những lời đó con gái? Con có biết vừa rồi con đã nói gì không? Con đang hủy hoại tương lai của chồng con đó. Sao con lại làm như vậy hả? Con có biết con mới vừa nói gì không? Hậu quả của chuyện này như thế nào hả? Thưa ông, tôi là bác sĩ Gauri. Thưa ông, hồi nãy tôi tức giận quá cho nên mới nói như vậy. Chứ thực ra tôi không hề có ý như vậy đâu. Jagat, anh sẽ quay về liền. Thôi được rồi Gauri, những gì cô vừa nói tôi đã hiểu được tình hình thế nào rồi. Tôi sẽ có biện pháp hợp lý để giải quyết chuyện ông này. Ông à, làm ơn nghe tôi nói đã. Anh cứ suy nghĩ đi rồi trả lời cho tôi biết, đừng có vội. À, chút nữa tôi sẽ quay lại ngay. Dạ tôi biết rồi, tôi cảm ơn bác sĩ thêm một lần nữa. Không có gì đâu. Dạ cảm ơn bác sĩ. Hẹn gặp lại. Anh ta nói cái gì vậy cháu? Anh ta có nói bà họ của cháu sẽ không sao không sai đi. Dạ thưa nội, tình trạng của bà Elder hiện giờ không gì phải đáng lo nữa thưa nội. Bà Elder không sao? Thề có thần linh là cháu nói thiệt đi, bà Elder chắc chắn là không sao hết hả? Bác sĩ nói vậy sao? Dạ, bác sĩ bạn cháu đã nói như vậy. Bà Elder vẫn còn có một tia hy vọng để chữa khỏi bệnh. Bà hãy tin cháu đi. Nhưng để được như vậy không phải dễ dàng đâu. Chúng ta phải đưa bà qua Mỹ, bên đó mới có thể chữa được. Dạ, để con báo tin này cho Kiso biết. Alo Kiso. Dạ, dạ là em Hiron đây. Trong những lúc nguy kịch nhất, cũng may là có cháu xuất hiện đúng lúc. Bà cứ tự hỏi tại sao bà ấy cứ bắt bà phải gọi cháu về. Có thể là thần linh muốn cháu về đây với bà ấy. Giờ thì bà đã hiểu lý do thật sự là gì. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Mẹ ơi, con nói chuyện với Kiso rồi. Bên nhà đó cũng muốn là mình đưa dì Elder qua bên Mỹ càng nhanh càng tốt. Con sẽ đưa dì lên Delhi, sau đó Kiso sẽ đưa dì ấy qua bên Mỹ. Họ đang chuẩn bị hết rồi mẹ à. Tình trạng của bệnh nhân hiện giờ đã ổn định. Nếu người nhà muốn vào thăm có thể vào thăm ngay bây giờ.
Bà sợ là tôi sẽ bỏ bà đi hả? Nếu tôi đi thật thì cũng có sao đâu. Tôi sẽ hỏi họ tại sao có thể đùa giỡn với cuộc đời của chúng ta nhiều như vậy. Cho tôi tới bệnh viện lớn này đây nằm, cố gắng cứu tôi thoát khỏi cái chết, nhưng rồi thì sao? Để tôi sống với những đau đớn nằm trong tim. Làm như vậy thà để tôi chết còn hơn. Con trai Haron, chị biết con là một người hiền lành, nhưng sao con trai của con, chắc là con buồn lắm đúng không? Con đừng có buồn nữa nha con trai, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Dù sao nhờ con mà ra đi nó mới thấy được mặt trời, nó sẽ thay đổi. Sumitra, con bé Anandi, nó giống như món quà vô giá. Con đừng để cho con bé buồn nha Sumitra. Dì có thể thấy được nó đã cố gắng rất nhiều, cũng chỉ để cho cái nhà này vui vẻ. Có rất nhiều nàng dâu trên đời, nhưng sẽ không có người như nó đâu Sumitra. Hãy giữ con bé thật cẩn thận. Con rất may mắn vì có nó. Bà không bao giờ có thể hiểu được ra đi tại sao cháu có thể làm vậy. Nhưng mà dù sao, sau khi chứng kiến mọi việc, bà vẫn chưa mất hết hy vọng ra đi. Bà vẫn thấy có một ra đi ngày xưa ở trong cháu. Bà nhớ bà từng nói dối là tai bà bị kẹt ở cửa. Cháu đã rất lo, cháu chạy tới cầm tay bà thối vào đó. Cháu hỏi bà hết đau chưa. Hôm nay cả gia đình của cháu đã bị cháu làm cho tổn thương, nhưng bà vẫn còn niềm tin nơi cháu. Cháu rồi sẽ lại như xưa. Vẫn còn có một gia đình nào đó trong cháu. Đó là lý do tại sao cháu đến đây với bà. Rồi cháu còn đóng kịch trước mặt bà để làm cho bà vui, mặc dù tất cả những điều đó chỉ là dối trá. Dạ thưa bà Elder,
xin bà hãy tha thứ cho cháu. Bà đừng buồn cháu nữa được không? Cháu biết lỗi của mình rồi. Già Đít à, thao sợ dây chuyền đưa trả lại cho bà. Ước mơ của bà đã bị cháu làm tiêu tan hết rồi Già Đít. Giờ cháu giữ nó bên mình cũng vậy. Nàng đi cháu gái, cháu lại đây. Giữ cái này đi. Giữ đi cháu. Hôm nay cháu không hiểu những việc cháu vừa làm, nhưng rồi sẽ có một ngày cháu hiểu ra, và Anandi nó sẽ trả lại cho cháu sợi dây chuyền này. Cháu hãy giữ sợi dây cẩn thận, nó thuộc về Già Đít, có phước lành của bà trong đó. Một ngày nào đó nó sẽ lấy lại. Dạ thưa bác, xe cứu thương đã chuẩn bị xong rồi. Bà già, bà mau chống hết bệnh rồi trở về nha. Đôi tai của tôi bữa giờ bị bà phiền quen rồi, bà phải mau về để còn nói cho tôi nghe nữa. Tôi biết rồi. Bà không cần phải lo lắng gì hết, cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ còn ăn mừng lễ Holi với lễ Diwali thêm nhiều năm nữa mà. Dạ bà Elder ơi, bà đem niềm vui tới cho nhà của cháu. Mọi người trong nhà cháu sẽ rất buồn nếu như không có bà. Chỉ đi vài ngày thôi, bà sẽ trở về mà. Cũng nhờ có cháu mà bà rất vui. Nhưng cháu phải hứa với bà là không có bà cháu cũng phải thật vui. Nếu như cháu mà khóc, bà sẽ biết liền đó. Rồi bà sẽ lo lắng. Quanh đây bà có rất nhiều người gián điệp, bà cũng như vậy, hứa với tôi đi, phải vui đó. À, tôi phải nói, bà ấy là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Anh ta nói gì vậy? Sao tự nhiên lại nói như vậy? Để cho chúng tôi gặp bà ấy thêm chút nữa nha. Dạ thưa bà, ý của anh ấy là... Tôi nói là bà ấy là một người rất mạnh mẽ, một người phụ nữ chống chọi lại tất cả bệnh tật. Cảm ơn anh rất nhiều. Nếu như tôi có một chén đê si ghi ở đây, tôi sẽ đưa cho anh ăn để anh cũng mạnh mẽ như tôi. Anh sẽ còn muốn chết nhiều hơn tôi. Bà già, giờ bà vẫn còn giỡn được nữa hay sao hả? Nếu không có ai dừng bà lại, chắc bà giỡn tới tôi luôn quá. Nhớ là quay trở lại với tôi, tôi chờ bà về đó. Đừng có bỏ tôi nha. Được rồi, đừng có lo, tôi sẽ trở về mà.
Segat, ít nhất anh nên gọi điện thoại cho em chứ. Em sẽ tới sân bay để đón anh. Em vẫn sẽ quan tâm tới anh, cho dù anh không còn thương em nữa. Sao? Em nói gì sai sao? Segat, em không có làm gì sai hết. Anh không thèm gọi cho em một cuộc điện thoại để coi em có về tới nhà an toàn chưa? Segat, trong khi em lại rất lo lắng cho anh, còn anh thì không lo lắng gì cho em hay sao hả? Segat, em đang nói chuyện với anh đó. Anh có nghe không? Segat, sao anh không trả lời em? Anh nói gì đi. Sao anh hành động giống như em là người có lỗi trong chuyện này vậy? Em chỉ là quan tâm tới anh, lo lắng cho tương lai của anh, cho nên em mới phải đi tới đó thôi. Em tới đó để nói cho anh biết là trên này người ta không cho anh nghĩ nhiều tới như vậy. Segat, em đồng ý là chúng ta nên giấu, không cho bà họ của anh biết. Nhưng mà chúng ta phải giấu cho tới bao giờ? Em và anh đâu cần phải giấu vậy đâu, bởi vì chúng ta không làm gì sai. Trước sau gì cũng biết mà. Vậy thôi, nói ra luôn cho rồi, rốt cuộc bà của anh sẽ biết thôi, mình không thể giấu được. Sao anh cứ khó chịu với em hoài vậy hả? Segat, anh nói gì đi, đừng có im lặng như vậy. Em đã làm gì sai vậy hả Segat? Tất cả là do cô mà ra, Gauri. Nếu trong chuyện này cô không làm sai thì ai làm sai đây chú Gauri? Cô trả lời tôi đi, vì ai mà bà tôi xém nữa mất mạng. Cô không làm gì sai thì những gì cô vừa làm là cái gì đây hả Gauri? Cô nói sao, quan hệ của chúng ta không có gì xấu xa để mà che giấu sao? Quan hệ của chúng ta tốt đẹp lắm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ à. Tốt đẹp đến nỗi cho nên bà của tôi gần như chết đi sống lại vì chuyện này phải không? Gauri, sao cô không thể nào kiềm chế sự ích kỷ, sự bướng bỉnh, sự tức giận của cô vậy? Cô đã nhìn thấy gì chưa? Bà tôi gần như sắp chết vì cô rồi. Cô chẳng khác nào như một kẻ giết người. Tôi đã cố gắng nói cho cô hiểu, tôi đã cầu xin cô rồi, thậm chí tôi còn chắp tay cầu xin cô mà. Tôi đã nói là cô đừng nói ra, xin cô đừng nói ra rồi mà Gauri, nhưng cô đã làm gì? Cô chính là nguyên nhân của tất cả những chuyện này, tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi. Cô chịu câm miệng lại thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Gauri à, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ không còn như xưa nữa. Đối với tôi bây giờ, cô rất là thấp kém. Tại sao anh không thể nói sự thật? Anh nói như vậy nghĩa là sao? Hay là vì tôi không cho anh vui kỷ niệm ngày cưới, vì vậy cho nên bây giờ anh mới về đây để trách mắng tôi, trong khi cái con Anna đi đó. Đâu đi, cô câm miệng đi. Vấn đề lớn nhất trong hôn nhân của chúng ta chính là cô không bao giờ tin tưởng tôi. Tôi, cô, chấm hết, không ai liên quan nữa. Tất cả là tại cô. Cô đừng đổ lỗi cho ai hết được không? Bản chất cô là như vậy, cho nên khi cô nhìn vào người khác, cô cũng nghĩ người ta xấu giống như cô. Tôi thấy cô bị bệnh nặng lắm rồi đó Gauri à. Con rể, con không nên nói chuyện như vậy với vợ con. Mẹ chỉ là mẹ vợ thôi, đây là chuyện vợ chồng con, mẹ đừng xen vào nữa. Mẹ không có quyền đó đâu mẹ. Hồi đó vợ con cô ta là một người rất hiểu chuyện kia mà. Nhưng bây giờ nhờ có mẹ mà vợ con mới độc ác như ngày hôm nay. Chính mẹ đã biến cô ấy thành con người như vậy. Cô đã thay đổi rồi mẹ. Segat, anh không được nói chuyện với mẹ tôi. Vậy chứ cô bắt tôi nói chuyện với bà ta như thế nào đây? Cô hay quá, cô giỏi hơn tôi mà. Cô làm bản thân của mình đi. Cô nói chuyện với bà tôi như thế nào hả? Cô nói đi. Cô đã coi bà của tôi không ra gì, coi ba mẹ của tôi không ra gì nữa kìa mà. Bây giờ cô quay ra kêu tôi phải tôn trọng mẹ của cô hả? Mẹ của cô là ai đây? Là bà nội của tôi sao? Tôi sống như vậy quá công bằng đồ Gauri à. Cô thậm chí còn nói bà của tôi là bà già sắp chết nữa kia mà. Đừng có làm bộ như ta đây là người nghe ngô không biết gì. Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, tôi có can thiệp vào giữa hay không hả? Nói. Cô nói chuyện với bà elder của tôi như thế nào? Nói lại nghe coi. Giờ còn mày đặt đóng vai con ngoan với tôi hả? Không bao giờ đâu. Sao anh dám nói chuyện với tôi như vậy chứ? Phải, tôi làm sai rồi đó. Tôi chấp nhận tôi làm sai. Anh hài lòng chứ? Tôi nghĩ tới tương lai của anh cho nên mới lặn lội xuống đó. Biết chị tôi đã không đi, cứ để cho thầy hiệu trưởng. Tôi cảm ơn cô nhiều nhưng tôi không cần cô giúp đỡ đâu Gauri à. Đừng có ám tôi nữa.
xuống địa ngục đi. Asha, để mấy cái này vô trong bếp. Em sẽ làm một số món ăn nhẹ. À, chị làm paratha gobi nha. Một lát nữa mọi người về tới. Chị biết rồi. À đúng rồi ha, trên sân thượng có ớt khô đó. Chị mang xuống đây đi. Trời bây giờ mưa gió thất thường lắm. Ớt khô rồi rất nhẹ chị Asha. Nếu cứ để trên đó gió thổi bay cho mà coi. Cho nên chị lên lấy xuống đi, nhanh lên. Chị biết rồi. Để chị đi lấy nó xuống dạ. Đi. Mẹ về rồi. Mẹ về rồi. Mọi người ơi, mẹ đã về rồi. Asha, chị đi lấy nước đi. Dạ thưa bà, bà Elder hiện giờ sao rồi bà? Đừng hỏi bà ấy thế nào, phải hỏi bà ấy đã khỏe chưa bà Châu. Hoàn toàn khỏe mạnh hay chưa hả? Bà ngày nào cũng cầu xin thần linh cho cái con ung thư trong người bà ấy chết đi. Đừng có làm hại bà ấy nữa. Thần Devi đã nghe thấy lời bà. Con ung thư trong người bà ấy sắp chết thật rồi đó. Là sao? Trời ơi, nghĩa là bà cháu có cơ hội chữa khỏi. Bà cháu sẽ khỏe lên. Thiệt sao bà? Thiệt. Suna, bà con nói dối để làm gì chứ? Con cứ nhìn gương mặt hạnh phúc đó đi kìa. Ba con đã đưa bà về Delhi rồi. Người nhà bà con sẽ tới đó. Sau đó họ sẽ đưa bà qua Mỹ. Bà con sẽ được điều trị ở một bệnh viện tốt nhất bên Mỹ. Nếu như thần linh thương bà con thì bà con sẽ khỏi bệnh thôi mà. Để con vào trong pha trà cho mọi người. Em vô. Chị với Asha đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Em yên tâm đi. Em vô đó cũng không còn việc để làm đâu. Để chị đi lấy cho. Phòng con đi, con mới vẽ xong một bức tranh đẹp lắm. Con muốn cho mẹ coi bức tranh đó mẹ ơi. Sao cô còn đứng đó? Đi với nó đi. Chừng nào chưa được mẹ nó khen là nó chưa chịu ngừng nói đâu ghê nà hả? Dạ, dạ thưa bà. Ở bệnh viện cháu còn rất nhiều việc. Cháu xin phép đi trước. Cháu làm gì là khi dễ nhà bà rồi nha. Cháu chữa bệnh cho người khác nhưng cháu nên khám lại lỗ tai của mình đi. Cháu không thấy Suna mới vừa đi đâu sao? Nó vô trong bếp để làm cái gì hả? Cháu phải ở lại đây ăn chút gì chứ. Cả đêm đã không ăn gì rồi. Dạ thôi bà ơi, không sao. Cháu không thấy đói bà. Anh ở lại đi. Dù sao cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, không có nhiều thời gian của anh đâu. Dạ không được, cháu chưa tắm cháu sẽ không ăn được đâu. Thằng bé này chắc là người đàn ông sạch sẽ nhất trên trái đất này. Tất cả chúng ta đều ở dơ sao? Cháu nói đúng không? Ai được chạm vào đồ ăn nếu như vẫn chưa tắm hả? Mọi người đi tắm nhanh lên đi. Bà ơi. Bác sĩ à, đừng có từ chối chúng tôi mà, có được không? Sumitra, cô lấy đồ của Zadis cho bác sĩ thay đi. À, thôi được rồi, mình cũng phải đi tắm thôi. Đói bụng lắm rồi.
con gái à? Mẹ vào đi mẹ. Ăn sáng đi con. Mẹ có pha sữa cho chồng con luôn rồi đó. Chồng con đâu rồi? Chồng con đi tắm rồi hả? Dạ không. Đêm qua anh ấy không về nhà. Hả? Con để chồng con đi nguyên đêm vậy sao? Sao con không nói cho mẹ biết chuyện này hả con gái? Con có sao không vậy hả Gauri? Nè, nhanh lên gọi điện thoại cho chồng con đi. Coi nó đang ở đâu. Sao con lại phải gọi cho ảnh chứ? Ảnh là người gây hứng trước mà. Cứ để cho ảnh đi đi. Chừng nào ảnh bình tĩnh, ảnh sẽ quay về nhà mà thôi. Đừng làm phiền ảnh trong lúc này. Sao con có thể nghĩ như vậy được chứ Gauri? Chồng của con nó đi nguyên cả đêm không về nhà, vậy mà con không lo lắng cho nó sao? Vậy tại sao con phải lo lắng cho ảnh? Không lẽ mẹ vẫn còn chưa hiểu? Con muốn để cho anh ấy có thời gian bình tĩnh. Thay vì phải giải thích cho ảnh biết ảnh làm sai chỗ nào, thì con muốn ảnh phải là người tự nhận ra điều đó. Nhưng mà nó... Đừng mẹ, cứ để cho con tự lo đi. Được rồi con gái, mẹ sẽ làm theo những gì con yêu cầu. Dù sao thì con cũng đã trưởng thành rồi Gauri à. Con cứ làm những gì mà con thích. Vấn đề lớn nhất trong hôn nhân của chúng ta chính là cô không bao giờ tin tưởng tôi. Tôi, cô chấm hết, không ai liên quan gì nữa. Tất cả là tại cô. Cô đừng đổ lỗi cho ai hết được không? Cô nhìn thấy gì chưa? Bà tôi gần như sắp chết vì cô. Gauri à, cô rất là thấp kém. Sao anh lại khó chịu với em vậy chứ? Có phải anh tức giận với em chỉ vì bà già đó nhập viện thôi? Hay là anh bị ai đó tác động vào? Hay là anh đi nói với anh trước đây em có tới nhà anh mà không nói cho anh biết? Rất có thể vì muốn trả thù việc mình không cho cô ta tổ chức lễ kỷ niệm với anh Ragat, cho nên cô ta mới bày ra những trò này. Alo, tôi nghe đây. Anh Zadik đã về tới Mumbai an toàn chưa Gauri? À, về rồi. Không có ai ở xung quanh tôi đâu. Cô làm ơn đừng có đóng kịch nữa được không Anandi? Mau nói cho tôi biết đi. Lúc anh Ragat ở đó, cô đã nói cho anh biết tôi từng đến nhà cô đúng không? Cô tới đây hồi nào? Thôi đi, đừng có làm bộ nữa. Chắc là cô nói cho anh biết rồi, cô đúng không? Cô nói cho anh biết là tôi từng tới nhà ảnh, sỉ nhục ba của ảnh, cho nên ảnh mới giở thái độ với tôi như vậy. Gauri, ở đây không có ai nói chuyện đó ra hết. Đơn giản là không ai muốn làm cho những chuyện này rối ren lên nữa. Cô đừng nghĩ như vậy. Tôi biết rõ mà cô. Cái gì nên nói và cái gì nên im lặng. Tôi không nên nói gì để vợ chồng cô cãi giả với nhau. Tôi đã bị mất đi hạnh phúc của mình rồi. Tôi không muốn đem hạnh phúc của người khác ra để đùa giỡn. Cũng may là nhà họ không có ai nói chuyện đó cho anh Ragat biết. Lại để cho con nhỏ Anandi này lên lớp dạy đời nữa. Mấy người đó hay thiệt, nghe riết không biết mệt hay sao vậy? Đúng là hết chịu nổi. Tôi xin lỗi. Thôi đừng. Để một mình tôi làm được rồi. Anh đừng đụng vào. Ớt này nóng lắm. Hạn chế tiếp xúc với nó đi. Nó không tốt cho tay anh đâu. Không sao hết.
Thật ra thì nó có dính vô tay của tôi cũng không sao hết. Cô chỉ cần nắm chặt lấy nó thì mọi chất độc của ớt sẽ tiêu tan thôi. लफ्ज गिरने न पाए होठों से वक्त के हाथ इनको चुन लेंगे कान रखते हैं ये दरो दीवार राज की सारी बात सुन लेंगे और आहिस्ता कीजिए बातें आज इतने करीब जाओ दूरियों का कहीं निशान रहे आज इतने करीब आ जाओ दूरियों का कहीं निशान रहे ऐसे एक दूसरे में फासला कोई दरमियां न रह जाए और आहिस्ता कीजिए बातें धड़कने कोई सुन रहा होगा लफ्ज गिरने न पाए होठों से वक्त के हाथ इनको चुन लेंगे Bác sĩ Zagat, anh về rồi hả? Lúc anh đi không ai biết được, lúc về cũng vậy. Tôi biết lỗi của mình và tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian ở đây hơn là ở nhà. Dạ thưa ông, bác sĩ Zagat đã trở lại bệnh viện. Dạ. Zagat, đêm qua anh đi đâu vậy? Sao anh cứ như vậy hoài? Anh thích làm cho người khác phải lo lắng cho anh thì anh mới chịu được hay sao hả? Anh nói em là con người ích kỷ. Vậy còn anh thì sao hả Zagat? Anh chỉ biết nghĩ tới bản thân của mình. Anh không nghĩ cho em nằm ở nhà lo bác cho anh. Bác sĩ Zagat, thầy hiệu trưởng kêu anh vào trong phòng của thầy ấy. Dạ. Tôi đã cố gắng kêu anh lên. Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không muốn biện hộ cho anh nữa. Tôi hiểu rồi Gauri, tôi sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này. Cho cách kéo vào. Kéo cái đinh này. Tumhari baat sach ho gayi Gauri. Kabhi kabhi mujhe aisa lagta hai ki mere sath jo kuch bhi hua या जो भी कुछ हो रहा है इसका कारण तुम जैसे तुम चाहती नहीं कि मैं कभी खुश रहूं आगे बढ़ूं तरक्की करूं जरूर तुम्हारी ही बद्दुआ लगी होगी मुझे एक ऐसी चीज जिसका मोड़ सिर्फ तू जाने एक ऐसी चीज जिसके लायक सिर्फ तू है